Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi bị mỉa mai sau trận hòa Galaxy, Beckham tiết lộ cái tâm của M10. Mới gần đây, sau trận gỡ hòa LA Galaxy tại lượt trận thứ 2 của giải MLS 2024, siêu sao Lionel Messi đã bị mỉa mai bởi những nhà báo có danh tiếng của những tờ báo lớn. Thật chớ trêu sau khi MLS đang được gắn mác Messi League Soccer, siêu sao số 10 của Miami đã bị chế nhạo vì phải cần đến một thẻ đỏ của đối phương mới tạo ra được ảnh hưởng của mình tại Miami. Messi đã ghi bàn gỡ hòa đầy kịch tính phút 92. Trong trận đấu đó, bàn thắng mang tính quyết định này được thể hiện trước đám đông toàn sao ở California, khi mà Galaxy chỉ còn thi đấu với 10 người sau thẻ đỏ của Marco Delgado bị đuổi ra khỏi sân. Nhà báo Alvaro Morales của ESPN đã dùng những tình tiết đặc biệt này để chế giễu Grass của bóng đá thế giới. Morales đã viết trên Instagram: "Đây rồi, chỉ với một chiếc thẻ đỏ của Galaxy và 7 phút bù giờ, Messi mới có thể ghi bàn. Cứ như vậy đi, giải bóng đá Messi, bạn đã được cảnh báo." Mặc dù những lời của Morales được nói ra chỉ theo hướng đùa cợt, nhưng câu nói này đã đặt ra những câu hỏi được đặt ra ở Hoa Kỳ. Điều khiến cho rằng MLS đang quá chú trọng đến sự hiện diện của Messi tại Miami, trong khi bỏ qua các đội và cầu thủ khác tại giải đã có từ rất lâu trước đó. Messi còn góp phần khiến cho đồng đội cũ của mình ở Barcelona là Riquet Puig đã hỏng quả phạt đền cho LA Galaxy. Một đoạn video do một số cổ động viên đã quay lại trong trận LA Galaxy với Inter Miami ngay sau trận hòa này đã được lan truyền rộng rãi trên khắp các mạng xã hội, cho thấy Lionel Messi đã góp phần khiến cho Riquet Puig đã hỏng quả phạt đền từ sớm như thế nào. Theo đó, đội chủ nhà LA Galaxy được trao cơ hội vàng để có bàn thắng sớm. Cựu ngôi sao của Barcelona là Puig là người bước lên chấm penalty, nhưng nỗ lực của anh từ cự ly 11m đã bị Drake Callender đánh bại. Có đoạn video này đã đăng tải, nhiều người phải công nhận rằng pha bắt pen thành công của Drake Callender có công lớn từ Lionel Messi. Theo đó thì Messi đã đứng cách đó khoảng 12m. Anh đã vẫy Callender theo hướng Puig sẽ sút bóng. Cầu thủ người Argentina đã được chứng minh là đúng khi mà người đồng đội một thời của anh tại Camp Nou đã tung cú sút về phía cánh phải. Không chỉ thể hiện tài thiên đoán, Messi còn có những đóng góp to lớn cho Inter Miami. Trong trận đấu thứ hai tại MLS, Messi đã cứu lấy một điểm cho Inter Miami khi anh ghi bàn ở phút 92 giúp đội bóng áo hồng đen cầm hòa LA Galaxy với tỷ số 1-1. Puig trong trận đấu này không khác gì tội đồ của đội chủ nhà. Tuy nhiên, tiền vệ của LA Galaxy cũng đã được an ủi phần nào, bởi ngay sau khi Puig tiết lộ rằng hiện anh là chủ sở hữu của những chiếc áo đấu có chữ ký của Messi, Sergio Busquets và Jordi Alba, điều mà hiếm người đang có được. Messi vẫn là ngôi sao thu hút ở bất cứ nơi nào mà anh đến tại Hoa Kỳ. Với nhiều khách mời hạng A tham dự trong chuyến thăm California, Messi sẽ trở lại thi đấu vào Chủ nhật khi mà Inter Miami tham dự trận derby MLS với người hàng xóm Florida Orlando. Trận đấu giữa Inter Miami và Orlando City sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Beckham tiết lộ cái tâm cực lớn của M10 với bóng đá. Ngay sau sự kiện cực hot mới đây, Messi chính thức đã tặng phiên bản có bóng vàng thứ 8 cho câu lạc bộ Barcelona. Sự kiện này đã được cựu danh thủ David Beckham, chủ tịch và là đồng sở hữu Inter Miami hết lời ca ngợi. Đó chính là tình yêu lớn nhất của Messi. Messi đoạt quả bóng vàng lần thứ 8 năm 2023 khi không thi đấu cho Barcelona mà đang khoác áo Inter Miami. Danh thủ này gần đây đã gửi tặng phiên bản danh hiệu này cho bảo tàng câu lạc bộ cũ trưng bày cùng 7 danh hiệu trước đó. "Tôi rất muốn Messi sau khi giải nghệ sẽ sinh sống ở Miami, nhưng anh ấy đã nói với tôi rằng chỉ nghĩ đến việc trở về Barcelona và sinh sống ở gần sân Camp Nou. Bạn chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào có tình yêu lớn với Barcelona như anh ấy." Trên chăn và thậm chí là cả bình nước mà Messi thường dùng để uống trà đều có logo của câu lạc bộ Barcelona. Điều này có thể cho thấy Messi luôn đặt một vị trí lớn và tình yêu mãnh liệt dành cho Barcelona. David Beckham chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây khi nói về ý định giữ chân Messi dài hạn tại Inter Miami. "David Beckham và các đồng sở hữu câu lạc bộ Inter Miami trải qua nhiều năm để có thể thuyết phục Messi gia nhập đội bóng non trẻ của mình vào tháng 7 năm 2023.
thì sau gần một năm danh thủ này có mặt đã đưa đội bóng ở Fort Lauderdale, Florida này thăng tiến vượt bậc. Hiện là đội bóng được định giá trị hơn 1 tỷ đô la, xếp thứ tư tại giải đấu MLS. Messi cũng được hưởng lợi về mặt thu nhập khi mà danh thủ người Argentina đang nhận mỗi năm khoảng 20 triệu đô la từ câu lạc bộ. Anh cũng có đặc quyền với tùy chọn mua cổ phần trong câu lạc bộ, được chia sẻ doanh thu từ người đăng ký mới xem mùa giải trên sân Apple TV và được chia sẻ lợi nhuận từ hãng trang phục và dựa trên doanh số bán áo đấu. Tuy nhiên, việc Messi có kích hoạt tùy chọn mua cổ phần trong câu lạc bộ sau khi giải nghệ hay không vẫn là chưa rõ ràng. Anh hiện còn hợp đồng với Inter Miami đến tháng 12 năm 2015 và tùy chọn gia hạn năm kế tiếp. Danh thủ này hiện bỏ ngỏ mọi khả năng tiếp tục thi đấu sau khi hợp đồng hết hạn, cũng như là việc sẽ thi đấu cho đội tuyển Argentina đến World Cup 2026 hay là không. Messi cũng nhiều lần bày tỏ, sau khi giải nghệ, chắc chắn điều mà tôi muốn làm đó là quay trở về Barcelona sinh sống. Đây là nơi mà tôi gắn bó từ bé, các con tôi cũng được sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa xác định được cụ thể tương lai của mình sẽ làm gì, nhưng tôi rất muốn làm các công việc chỉ liên quan đến bóng đá. Messi đang cùng với các đồng đội ở Inter Miami chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp tại giải MLS 2024 gặp Orlando City trên sân nhà lúc 4 giờ 30 ngày 3 tháng 3. Sau khi đã có 2 trận đấu ra quân bất bại với 1 thắng và 1 hòa đang dẫn đầu bảng khu vực miền Đông với 4 điểm. MU lập kỷ lục tại FA Cup sau khi mà Casemiro đánh đầu ghi bàn duy nhất giúp họ vượt qua Nottingham Forest tại vòng 5 sẽ đấu Liverpool tại tứ kết. Đoàn quân của Erik ten Hag dù không có được phong độ tốt nhất trước Nottingham Forest nhưng đã lọt vào vòng 8 đội với chiến thắng 1-0 tại City Ground. Bàn thắng của MU đến vào phút 89 nhờ vào khoảnh khắc lóe sáng của Casemiro, người lao vào đánh đầu từ tình huống đá phạt do Bruno thực hiện. Trước đó, họ nỗ lực tạo ra cơ hội để tìm đường vào khung thành của Nottingham Forest nhưng đều không thành công. Thắng nhọc Nottingham Forest, MU có cuộc đụng độ đầy thách thức nhưng cũng hứa hẹn rất hấp dẫn tại tứ kết FA Cup mùa này. Liverpool, đội thắng giòn Southampton 3-0 bởi bọn trẻ tại Anfield, với bàn của Lewis Koumas và cú đúp từ Zinedine Zidane đều chỉ mới 18 tuổi. Các cặp tứ kết của FA Cup còn lại là Man City với Newcastle, Chelsea với Leicester City, Wolverhampton với Coventry City và các trận đấu diễn ra vào trung tuần của tháng 3. Tính đến nay, MU đã có 48 lần góp mặt tại tứ kết của FA Cup, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào trong giải đấu. Trước đêm qua, Quỷ Đỏ và Everton có số lần bằng nhau 47. Tuy nhiên, lập kỷ lục vào sân ở sâu giải đấu, nhưng Quỷ Đỏ không phải là đội dẫn đầu về thành tích đoạt cúp với chỉ 12 lần, sau Arsenal 14 lần, trong khi Liverpool xếp thứ 3 với 8 lần. Haaland bí mật đàm phán Barca khi mà Mbappe sắp đến Real Madrid. Phía Haaland được phát hiện là có cuộc gặp bí mật với Barcelona trong bối cảnh Kylian Mbappe chuẩn bị gia nhập gã khổng lồ Real Madrid. Zidane loan tin giám đốc Barcelona Deco đã theo chân người đại diện của Erling Haaland, Rafaela Patenma và Maxwell vào một nhà hàng ở Barcelona vào chiều ngày hôm qua 28 tháng 2. Nguồn tin này khẳng định hai bên gặp nhau để đàm phán về tương lai của Haaland, người vẫn còn hơn 3 năm trong hợp đồng hiện tại với Man City. Giấc mơ của chủ tịch Joan Laporta là có được chân sút Na Uy để đua lại đại kình địch Real Madrid. Chưa biết thực hư ra sao nhưng có thể lúc này Erling Haaland hoàn toàn tập trung vào Man City dưới sự chỉ huy của Pep Guardiola. Anh vừa ghi 5 bàn sau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ cùng với Kevin De Bruyne tạo nên màn trình diễn tưng bừng tại vòng 5 của FA Cup. Man City thắng với tỷ số 6-2 trước Luton. Hiện Haaland có 79 bàn cho Man City sau 83 trận, trong đó 27 bàn trong 30 trận mùa này kể từ khi cập bến Etihad vào hè năm 2022 với giá 51 triệu bảng. Sự xuất hiện đúng thời điểm đã giúp anh cùng Man City thăng hoa với chiến dịch cú ăn năm trong năm 2023, gồm có Premier League, FA Cup, Champions League, siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Theo tờ Mirror, bất chấp cho Haaland bị nhiều đối thủ lớn dòm ngó, Man City có niềm tin thuyết phục anh ký hợp đồng với mức lương có thể vượt mốc 600.000 bảng một tuần. Trong khi đó, Relevo loan báo bà Faisal Lamari, người đại diện và cũng là mẹ của Mbappe, đã tới Madrid trong tuần này để hoàn tất các cuộc đàm phán. Bà được cho là cũng tìm nhà ở thủ đô Tây Ban Nha. Chủ tịch Florentino Perez giữ liên lạc chặt chẽ với Mbappe và chân sút của PSG, được cho là cam đoan với người đứng đầu ở tại Bernabeu. Tôi chỉ muốn được chơi cho Real Madrid.
La Liga đang rất mong sau sự ra đi của Ronaldo và Messi, giải đấu sẽ được làm nóng trở lại, tăng giá trở lại với sự xuất hiện của Mbappe cùng với Haaland cho siêu kinh điển Real Madrid với Barcelona.